Vợ chồng mới đi tiếp mà. Đi tiếp mà nó vô rồi trời. Đang giăng lưới. Này ta vô đồng là ta đi dỡ dến hay gì vậy? Thường rồi mấy anh em ta đi làm cá dỡ dến hay gì vậy? Thấy cái lưới đó là lưới dớt. Chờ này nó lên coi cái được cá không. Năm nay cá ít à. Anh đang giữ lưới đó. Rồi nó có phù sa vô à. Thì khi mà ruộng vô nước nó lên đồng đó, thì cá nó cũng vô, cá nó cũng lên đồng rồi. Bà con nghèo quá, người ta sống, người ta đi giăng lưới giăng. Ta đi dỡ lưới thì sáng sớm trời sáng lên là ta đi.
câu rồi ta đặt dến này nọ để người ta bắt cá. Hình như là người ta xả lũ. Xả lũ ở đây có nghĩa là mấy cái ruộng mà đê bao á, ta mở cống ra cho nước nó vô. Thì nước nó vô vậy nó ngập đầm á, cây cỏ giữa dưới ruộng là mấy cái mầm bệnh này nó cũng bị tiêu diệt hết. Dính cho đó ăn chùm luôn đó. Ba con chỗ mấy cái đồng và đê bao người ta cũng xả luôn, người ta cũng mở cho nước vô luôn. Khá gì vậy? Trên này không biết, con nói chắc cá rô à. Cá sặc, cá lồng kiến này. Chốt biết phải không, này cá sặc, sặc bướm. Đỡ tốn tiền chợ. Chắc bà dẫn bò coi nè, dẫn bò của bà. Hai con bò này hai con bò này là hai con bò giống. Nhìn gió quê hương ngồi nghĩ lại mình, tôi thường biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần. Thank you.
đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Chỗ này nó bị sạt lở nè, bây giờ người ta đóng cừu tràm xuống nặng rồi, người ta đổ đất lại. Ở đây cũng bị sạt lở nè. Thank you.